Vâng, Lunox đã được sửa lại ở trong cái bản cập nhật 1.8.18 anh em ạ. Theo đó anh em có thể nhìn thấy ở trên màn hình nhá, là nội tại của Lunox là bây giờ đã được xóa bỏ đi cái hiệu ứng không nhận được cái giảm thời gian hồi chiêu. Tức là theo như mỡ hiểu là theo đó là Lunox đã có thể nhận được giảm thời gian hồi chiêu đến từ bộ skill cũng như là bảng ngọc và item như bình thường. Thêm vào đó là sửa lại cái hiệu ứng của Lunox này. Khi mà Lunox dùng kỹ năng dạng bóng tối thì Lunox sẽ nhận được một xuyên kháng phép với mỗi 1% hút máu. Còn nếu như mà Lunox dùng chiêu dạng ánh sáng thì Lunox sẽ nhận được 1% hút máu với mỗi một xuyên giáp. Anh em hiểu không ạ? Và thêm vào cái đó là bây giờ Lunox thay vì cô ta có 2 stack ánh sáng hoặc bóng tối thì bây giờ Lunox chỉ còn 1 stack ánh sáng hoặc 1 stack bóng tối mà thôi. Chưa hết, chiêu 1 của Lunox bây giờ nhá là nó không còn là chiêu 1 của Lunox ở dạng 4 skin như cũ nữa, 4 skill như cũ nữa. Mà chiêu 1 của Lunox bây giờ nó đã được thay thế bằng chiêu 3 của cái con Lunox cũ ấy anh em. Nhưng mà chiêu 1 mới của con Lunox là nó vừa gây sát thương theo đường thẳng, kèm theo đó là hồi máu khi mà tấn công trúng kẻ địch. Đấy, nó là sự kết hợp của chiêu 1 Lunox cũ và chiêu 3 của Lunox cũ. Anh em hiểu không ạ? Chiêu 2 của Lunox thì về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Đó, vẫn được giữ nguyên anh em ạ. Và cái chiêu cuối ở hai dạng ánh sáng và bóng tối cũng đã được chỉnh sửa. Đấy, chiêu cuối ở dạng ánh sáng là gì? Hồi máu dựa theo những cái lần tấn công kẻ địch. Tức là chiêu cuối cũng có hồi máu anh em ạ. Và chiêu cuối dạng bóng tối của Lunox nhá, là sẽ bỏ đi cái lượng mana tiêu tốn khi mà Lunox dùng skill 2, khi mà đang ở trong cái dạng công kích hỗn mang. Tức là bây giờ nếu như mà anh em dùng chiêu cuối của Lunox ở dạng bóng tối thì anh em có thể gây sát thương không tốn một tí mana nào luôn. Không tốn một tí mana nào luôn. Wow, con Lunox này thú vị đấy nhở. Vào game thử tìm hiểu nhá. Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và nếu như mà anh em nhìn kỹ, anh em sẽ thấy được cái con Lunox này nó có cái gì đấy nó lạ lạ đúng không anh em? Vâng, bây giờ Lunox chỉ còn 3 skill thay vì là 4 skill ở máy chủ chính thức mà thôi. Và đây là cái con Lunox ở trong máy chủ thử nghiệm anh em ạ. Cái con Lunox này thì bây giờ Moontoon đang muốn nó đi rừng và đi đường giữa anh em nhá. Vì thế cho nên là Mỡ sẽ sử dụng cái con Lunox này để mà đi rừng. Và anh em cũng đã thấy được chiêu 1 của Lunox bây giờ nó lạ đúng không anh em? Chiêu 1 của Lunox bây giờ là nó giống như là cái chiêu thứ 3 ở trong bộ tứ kỹ năng ngày xưa của cái vị tướng Lunox. Nhưng mà bây giờ chiêu 1 của Lunox bên cạnh cái việc gây sát thương theo đường thẳng thì nó cũng có cho mình đó là khả năng hồi máu. Thay vì là cái khả năng hồi máu bằng cái việc dùng gọi là gây sát thương lên những cái mục tiêu xung quanh của cái vị tướng pháp sư này. Và theo như những chỉnh sửa góp được đến từ thông tin mà mới nhận được đến từ Moontoon ý, thì Lunox đã được chỉnh sửa là như sau. Đầu tiên nhá, là cái nội tại của Lunox bây giờ nó đã bỏ cái hiệu ứng đó, chính là không thể nhận được hiệu ứng giảm thời gian hồi chiêu đi nữa rồi. Và nó sửa lại cái hiệu ứng đó chính là khi mà Lunox sử dụng cái sức mạnh hỗn mang ấy thì Lunox sẽ nhận được thêm một điểm khả năng xuyên kháng phép với mỗi một điểm hút máu. Tức là bây giờ nếu như mà Lunox lên hút máu thì nó sẽ chuyển hết về cái điểm xuyên kháng phép. Còn nếu như mà Lunox sử dụng cái điểm chiêu cuối dạng màu, nói chung là màu vàng. Lúc nãy là Mỡ đang nói là màu tím, còn bây giờ là màu vàng. Thì Lunox sẽ nhận được 1% hút máu thay vì mỗi một điểm xuyên kháng phép. Đấy, nói chung là anh em cứ tưởng tượng là nó đã sửa lại cái cơ chế của cái nội tại một chút xíu. Và bỏ đi cái mà Lunox bây giờ không còn thừa hưởng được thêm cái giảm thời gian hồi chiêu nữa rồi. Bây giờ Lunox này theo như mô tả này thì Mỡ đang hình dung ra được rằng là Lunox hoàn toàn có thể lên được cái giảm thời gian hồi chiêu như bình thường. Bây giờ nhá, là đã được sửa lại. Bên cạnh đó là cái thứ hai mà Lunox được sửa lại, đó chính là bây giờ Lunox thay vì ở máy chủ chính thức cô nàng này có 2 stack cộng dồn ánh sáng và 2 stack cộng dồn bóng tối, thì bây giờ Lunox chỉ còn 1 stack cộng dồn ánh sáng và 1 stack cộng dồn bóng tối mà thôi. Điều này có nghĩa rằng bây giờ Lunox chỉ cần ấn một lần chiêu 1 hoặc một lần chiêu 2 là đã có thể chuyển qua chuyển lại cái chiêu cuối một cách rất là đơn giản và dễ dàng rồi. Anh em hiểu không ạ? Đấy, và có một cái mà anh em cần phải lưu ý nữa, đó chính là khi mà cái con Lunox nó sửa là như thế này ấy, thì cái khả năng mà Lunox có thể gọi là luân chuyển giữa chiêu cuối dạng ánh sáng và chiêu cuối dạng bóng tối của Lunox là rất dễ dàng. Và khi mà Lunox sử dụng chiêu cuối dạng bóng tối nhá, thì anh em vẫn có thể gọi là liên tục nháy cái skill 2 của Lunox, tức là cái công kích hỗn mang một cách bình thường, và anh em có thể dùng chiêu 1 bình thường. Đấy, đó là cái điểm rất là thú vị.
Điều này sẽ khiến cho Lunox có thể dễ dàng sử dụng cái chiêu 1 của mình để kích hoạt chiêu cuối dạng ánh sáng trong cái khoảng thời điểm mà Lunox đang dùng cái chiêu dạng bóng tối. Khi mà Lunox, đây, khi mà con Lunox ấy nó dùng chiêu cuối dạng bóng tối, như anh em có thể nhìn thấy là chiêu thứ hai công kích hỗn mang của Lunox có thể dùng được liên tục. Anh em có thể hình dung được đúng không ạ? Mà lúc đó thì anh em cũng có thể dùng được chiêu 1. Đây, nói trăm nghe không bằng một thấy, anh em thấy không ạ? Bắn chiêu 1 vẫn bắn như bình thường. Và sau khi mà anh em dùng chiêu 1 của cái con Lunox này thì nó vẫn sẽ chuyển thành chiêu cuối dạng ánh sáng. Đây là một cái chỉnh sửa rất là thú vị đến từ Moontoon, với mục đích ở đây là khiến cho Lunox trở nên dễ chơi hơn, nhiều người quan tâm hơn đến cái vị tướng pháp sư này, và khiến cho Lunox không quá phức tạp với cái bộ combo của mình. Anh em hiểu không? Lunox thì bây giờ vẫn còn có thể thi triển combo hai lần dùng chiêu cuối một cách rất là bình thường. Đấy, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ dễ dàng hơn trước đây hơn bao giờ hết. Và nó sẽ giảm bớt đi cái thao tác mà chúng ta muốn chơi cái vị tướng pháp sư Lunox này. Đấy, vì thế cho nên là phân tích và giải thích nó phức tạp là như vậy thôi. Nên là ngày hôm nay mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái trận đấu thực tế để anh em xem được rằng là cái con Lunox này sau khi chỉnh sửa nó sẽ là như thế nào anh em nhá. Và như mọi có chia sẻ với anh em là Moontoon họ chỉnh sửa xong họ còn nói rằng là Lunox bây giờ hoàn toàn có thể đi rừng cũng như đi đường giữa được, cho nên là mỡ cầm Lunox vào rừng luôn. Đấy, chiêu 1 bây giờ vừa là hồi máu cho Lunox, vừa là gây sát thương theo đường thẳng, giống như là cái chiêu 3 cũ. Đấy, còn chiêu 2 của Lunox về cơ bản vẫn là bắn ra một cái đòn công kích hỗn mang và gây sát thương, có thể nói là đam chủ đạo của Lunox ở trong cái set skill này mà thôi. Còn ultimate của Lunox dĩ nhiên rồi, chiêu cuối dạng bóng tối vẫn là nhảy lên một đoạn gây sát thương và cường hóa skill hai công kích hỗn mang có thể dùng được liên tục. Và chiêu cuối của Lunox dạng ánh sáng vẫn là hóa thành một cái quả cầu bất tử gây sát thương theo thời gian. Đây, combo hai ulti của Lunox bây giờ dễ hơn xưa rất nhiều. Bây giờ combo hai ulti của Lunox thực sự phải nói với anh em là rất dễ dàng. Khi mà ngày xưa combo của Lunox là anh em phải gì nhỉ? Anh em phải để một stack dạng bóng tối này, sau anh em nhảy lên về cái chiêu thứ tư này. Anh em phải dùng chiêu 3 và chiêu 1, sau đó anh em mới dùng được cái chiêu cuối. Đấy là combo của Lunox nhá. Nhưng mà còn bây giờ Lunox combo hai chiêu cuối rất đơn giản dễ dàng. Anh em nhảy chiêu cuối lên, sau đó anh em dùng chiêu 1, anh em chuyển sang luôn cho mình đó là cái chiêu dạng ánh sáng, là anh em đã có thể làm một cái combo nó giống y hệt như là cái combo 4 skill ngày xưa của con Lunox rồi. Đó, anh em hiểu không ạ? Rồi. Ok, quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong cái trận đấu này đi. Thì cá nhân mỡ cho rằng với cái việc chỉnh sửa này của Moontoon thì Lunox bây giờ trở nên rất dễ chơi. Và khả năng đi gank của Lunox với cái việc để cho vị tướng pháp sư này đi rừng nó cũng rất là dễ dàng. Lên đường trên anh em nhìn này, chiêu cuối của mỡ sẵn sàng nhảy lên với chiêu cuối dạng bóng tối công kích hỗn mang liên tục, và đó là Châu đã phải lên bàn điểm số. Tiếp đến là cái vị tướng Lunox về phía của team bạn và mang về cái double kill dành cho top mỡ trong cái trận đấu này. Và mỡ đã có được tới mạng thứ 5 ở cái khả năng đi rừng này luôn rồi anh em ạ. Nhưng mà vấn đề là một mình mỡ ăn 5 mạng mà đồng đội của mỡ mới ăn được một mạng. Cái này cảm giác nó hơi bị ghê anh em ạ. Phía bên này là mỡ đang thấy có Odd đang cố gắng đào thoát ở trong cái tình huống này. Mỡ chơi luôn anh em, tầm này tự tin luôn anh em ạ. Dùng sát thương ép cho đó là Odd phải dùng đi cho mình. Đó là cái phép bổ trợ tốc biến. Và sau đó mỡ sẽ xuống được dưới để vây hãm vào vị trí của đó là Granger. Một tình huống gọi là có được cho mình đó là cái chiêu cuối dạng ánh sáng, như chiêu cuối của mỡ nó đang hồi, chiêu cuối dạng bóng tối của mỡ đang hồi. Vì thế cho nên mỡ đang cố gắng truy kích vào vị trí của đó là Granger. Và Granger anh ta hết đường chạy, anh ta đã phải lên bảng điểm số mạng thứ 7 của top mỡ, mạng thứ 7 của team mỡ. Và ui, đường giữa Odd hạ gục đi được đó là vị tướng Kimi, nhưng ngay sau đó có sự có mặt của mỡ kết liễu đi được đó là cái vị tướng Odd, và cùng với đó là Lunox bên phía của team bạn đã phải lên bàn điểm số bởi vì anh ta chính trúng phải cái ultimate của Moskov. Và từ đó Moskov dịch chuyển lên kết liễu đi được Lunox bên phía của team bạn. Team của mỡ vẫn đang đánh nhau, có thể nói là đang vượt trội hơn so với team bạn là rất nhiều. Mỡ ứng hết chiêu cuối của Hayabusa 1500 đam và mỡ đã lùi được về ở trong cái tình huống này. Thật ra cái game đấu này mỡ demo và mỡ review cho anh em về cái bộ kỹ năng mới của con Lunox là như vậy thôi, nhưng mà mỡ có cảm giác là game đấu này dễ thua lắm, bởi vì là trận đấu này anh em có thể nhìn thấy nếu như mà tính về mạng hạ cục là nãy giờ là mỡ chỉ có đi gank một mình thôi, không có sự hỗ trợ đến từ đồng đội, cho nên là cái KDA của mỡ bây giờ anh em nhìn thấy không? 601. Nếu như mà đồng đội của mỡ nó đánh cùng với mỡ mà mỡ ăn được mạng thì cái mạng hỗ trợ của nó phải lên cơ, nhưng mỡ chỉ có duy nhất một mạng hỗ trợ mà thôi, liên tục là dùng cho mình đó là cái chiêu 1 để mà cấu rỉa. Trừng phạt không thành công khi mà Hayabusa anh ta đã trừng phạt khéo hơn mỡ, và quan trọng nhất ở đây là team bạn đang có tới 3 người và team mỡ chỉ còn duy nhất một mình mỡ trong cái tiêu vừa xong thôi. Chiêu cuối của Odd đang lao vào mỡ, nhưng ngay sau đó là anh ta đã hủy chiêu, anh ta không lao vào nữa rồi. Giao tranh đang được nổ ra và team mỡ đang tràn lên, tuy nhiên không có được một mạng hạ gục nào đến từ các thành viên bên phía của team bạn cả. Cái game này mình đi rừng xanh chín nó là cái điều dĩ nhiên rồi, nhưng mà đồng đội của mình nó có xanh hay không thì không rõ. Món đồ thứ ba mà mỡ đã cầm được trận đấu này, bởi vì mỡ đi rừng cho nên là mỡ sẽ không lên cho mình đó là cái đồng hồ định mệnh cũng như là cái quyền trợ sấm sét anh em nhá. Bởi vì hai cái món trang bị này nó sẽ mang đến cho Lunox cái ngưỡng sức mạnh to, nhưng bù lại là phải farm rất nhiều và khá là yếu ở giai đoạn đầu game.
cho nên mỡ sẽ đổi thành trượng học giả, và kèm theo đó là mỡ sẽ lên cho mình đó là cái món trang bị pha lê sấm sét, quên mất mỡ xin lỗi, pha lê ánh sáng, để mà có thêm một cái nguồn sát thương phép cực kỳ lớn đến từ cái vị tướng Lunox này luôn. Ở đường giữa đang có Lunox bên phía của team bạn, kèm theo đó là Ranger, trong khi đó thì ở đường trên đang có Châu. Trận đấu này team mỡ không có tank, chỉ có Gusion đi đôi với cả Leslie, hai ông này chơi chung với nhau anh em ạ, cho nên là support nhau. Ui, tự nhiên ping lên 100+ anh em kia, đánh nhau ở đường trên. Ở đây là Hayabusa muốn có ulti vào đó là cái vị tướng Leslie nhưng không được. Phía bên này thì Châu tốc biến đi nhưng anh ta không chịu nổi cái nguồn sát thương đến từ công kích hỗn mang của mỡ. Ngay lập tức mỡ chuyển sang dạng ánh sáng để né đi cái khả năng dồn sát thương đến từ Lunox bên phía của team bạn, và mỡ có được cái double kill. Nhưng tuy nhiên team bạn tập trung ở đường trên là quá đông, và mỡ đã phải lên bảng điểm số. Vừa xong là một tình huống lấy 4 đánh 3, nhưng team của mỡ thì toàn mấy cái ông gọi là có đam thôi, chứ không có khả năng phòng ngự cũng như là chống chịu anh em ạ. Cho nên là cái tình huống vừa xong mỡ đã bị shut down. Đường dưới đang có đánh nhau, team bạn vừa kết liễu đi được Kimi và mỡ có mặt ở đây, nhảy lên với chiêu cuối dạng công kích hỗn mang, kết liễu đi được Lunox bên phía của team bạn. Ổn đơn anh ta đang đấm mỡ nhưng công kích hỗn mang của mỡ vẫn đang là rất đau. Double kill một lần nữa và mỡ có được cái mạng thứ 10, chiếm tổng số. Thôi chắc chán chảo nói anh em ạ. Cái trận đấu này team mỡ thể với anh em luôn, team mỡ đang có 3 thằng xạ thủ, nuôi 3 thằng này là mệt lắm ấy anh em ạ. Mặc dù mỡ đang rất xanh nhưng chỉ cần mỡ lên bảng điểm số thôi là team của mỡ gọi là sập, không còn gì để mà có thể đánh được anh em ạ. Cho nên là cái trận đấu này chúng ta sẽ cần phải đánh giữ bạn và đánh cẩn thận một chút xíu anh em nhá. Đồng đội của chúng ta lên bảng điểm số hoặc là nó lao ra đánh nhau rồi thì lúc đấy chúng ta bắt đầu mới lao ra anh em ạ. Team mỡ đang bị ép đến từ cả 3 đường. Và ui, đánh cái game kiểu như thế này mà kiểu đánh game team 5 người mà chỉ có một đứa xanh chín như thế này là khó đánh phết anh em ạ. Odd bật chiêu cuối lên check map, mỡ bị lộ tầm nhìn. Nhưng không sao cả, bởi vì dù gì đi chăng nữa tình huống vừa xong cũng không phải là một cái tình huống mà mỡ rình mỡ đi gánh. Ok, ăn đi xong cho mình đó là cái con thần lằn, và sau đó sẽ nấp bụi ở đường giữa. Team bạn đang tập trung tới 3 người ở trong cái tình huống này. Ở đây có Châu, ở đường trên có Ranger, Kimmy có mặt ở đây. Liệu rằng Châu nó có vào nó có đấm nhau hay không thì cái đấy mỡ không biết. Chiêu cuối của mỡ đều đã sẵn sàng, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng để cho sẵn sàng một cái tình huống đánh nhau. Và team bạn chắc chắn mỡ biết là nó sẽ nấp ở cái bụi này. Nhưng vấn đề đây là nấp bao nhiêu thằng thì mỡ không biết. Đam của mỡ ở thời điểm hiện tại là không đủ để mà có thể kết liễu từ 3 đến 4 thằng là như vậy anh em ạ. Cho nên là chúng ta sẽ cùng gọi là chờ xem. Ôi sao con Kimi đi đường đấy. Rồi ôi, con Kimi đi đường nó tối thì đừng ngỏi luôn. Mỡ đang dồn sát thương, Lunox bên phía của team bạn lên bảng điểm số. Phía bên này là Châu, Hayabusa cũng đang có mặt ở đây. Anh ta bí kỹ anh chào, anh ta đang dồn sát thương. Và mỡ, ui, thằng Hayabusa nó khỏe thế nhở. Sát thương của mỡ ở thời điểm hiện tại đang là nhiều, nhưng vấn đề ở đây là team bạn đông quá, không đánh được rồi, không chạy được luôn rồi anh em ạ. Trời ơi, toang rồi, toang rồi bua em ạ. Mỡ đã phải lên bảng điểm số. Trận đấu này anh em nhìn nhá, team bạn 18 mạng nó chia rất đều cho các thành viên, trong khi đó thì team của mỡ 16 mạng thì 10 bạn đã tập trung vào mỡ rồi, còn lại thì 6 mạng chia đều cho các thành viên. Game đấu này mỡ nghĩ là đang có vẻ như là đang hơi đuối sức, các thành viên bên phía của team mỡ đánh hơi kém so với team bạn. Order anh ta đang lao vào vị trí của Moscow, anh ta có lẽ là đấm được Moscow, nhưng vấn đề ở đây là mỡ đang công kích hỗn ngoang từ bên ngoài. Order tốc biến nhưng anh ta vẫn bị shut down. Order bị kết liễu đến từ vị trí của top mỡ. Có Châu lên và cái thằng Gusion kia không dịch chuyển biến về đi, đứng đấy làm gì đấy, làm sao mày combo chết được Châu. Ôi, nó lại làm gì đấy, ui đừng đánh nhau không nha. Rồi mỡ có mặt ở đây, quay ngược trở lại ở đường giữa và một tình huống tập trung với cả Kimi. Team của mỡ đang có tới 3 thành viên và sẽ ăn đi được cho mình đó là cái con lót. Phẩm chất ăn lót của Lunox là vẫn có anh em nhá, tốc độ ăn lót là cực kỳ kinh khủng, và lót đã thuộc về team của mỡ trong tình huống vừa xong. Hayusa có mặt ở đây, nhưng đây là hai con xạ thủ, một con thì bắn sát thương chuẩn, một con thì sấy sát thương phép, nên là Hayabusa đã lên bảng điểm số. Phía bên này là nấp bụi đến từ Châu, nhưng mà Châu có lẽ rằng anh ta cũng không nghĩ là đủ đam để mà kết liễu đi được các thành viên bên phía của team mỡ, cho nên là anh ta quyết định lùi về. Đấy, anh em thấy không, bây giờ chiêu một của Lunox là anh em cũng dần làm quen đi nhá. Chiêu một của Lunox là gây sát thương theo đường thẳng đấy, nó là cái chiêu 3 cũ và kèm theo đó là nó có khả năng hồi máu. Anh em cứ tưởng tượng bây giờ chiêu một của con Lunox nó bị xóa đi rồi đấy, cái nhịp điệu ánh sao ấy, thay vào đó là nó đưa cái chiêu 3 về cơ chế thành chiêu 1 và cho khả năng hồi máu khi mà gây sát thương lên mỗi mục tiêu. Và đường giữa đang có giao tranh, mỡ kết liễu đi được đó là Châu, sau đó thì Odd đã phải lấy bàn điểm số. Phía bên này thì có Lunox bên phía của team bạn tốc biến lui về, nhưng cô ta không thoát khỏi cái khả năng truy kích đến từ mỡ ở trong dạng chiêu cuối ánh sáng. Và công kích hỗn mang của mỡ đã kết liễu đi được Lunox bên phía của team bạn và mang về mạng thứ 13 của cá nhân mỡ trong cái trận đấu này. Đang là ép đường đến từ các thành viên bên phía của team mỡ. Hayabusa đẩy bóng lên, anh ta tìm được vào vị trí của Leslie và anh ta dùng cái ulti bí kíp anh chàng. Ui ulti thế nào, con Leslie nhìn thấy cái ulti nó còn chạy lại gần anh em ạ. Tôi chỉ mong nó chạy đi ra xa để mà tôi bật cái quyền triệu mùa đông với cả cái ulti của mình, nhưng mà không, còn Leslie nó lại gần, thế là nó lên bảng điểm số mất rồi. Trong khi đó thì ở đường dưới một tình huống đổi mạng giữa Moscow và Ranger.
team bạn sẽ có được cái lợi thế ở thời điểm hiện tại khi mà cái trụ đường trên bên phía của team bạn đã sập. Sau đó là trụ đường giữa thì đang bị ép. Châu có mặt ở đây. Ui, anh ta đạp mỡ. Nhưng mỡ dùng chiêu cuối dài ánh sáng né đi cái mãnh long quá giang. Châu vung chân lên thôi nhưng không làm gì được mỡ cả. Nhưng mà tuy nhiên, ui, chết mỡ rồi. Ai cứu mỡ? Ai cứu mỡ với? Ui rồi ôi, nó đấm nó lòi rom rồi. Team bạn thằng nào thằng đấy khỏe thế nhở? Trong khi đó thì team mỡ thì mỡ đang thấy có mỗi mình mỡ là khỏe thôi anh em ạ. Game đấu này đánh có vẻ như là càng về lết thì càng toang rồi. Càng về lết thì mỡ nghĩ là mỡ cũng không ngán đâu, bởi vì cái con Lunox này là nó gây sát thương theo phần trăm máu của kẻ địch nên càng về lết nó bắn càng đau. Nhưng team bạn cũng có Lunox anh em ạ. Đấy là team bạn nó còn đánh hay cơ. Mạng hạ gục lại là mạng hạ gục đều cho các thành viên cơ, chứ không phải mạng hạ gục chỉ duy nhất một mình mỡ. Ôn đớt lao vào Kimi, mỡ có mặt ở đây. Nhưng ôn đớt chưa kịp đập anh ta đã lên bảng điểm số rồi. Mạng của mỡ, mạng thứ 14. Và mỡ ping ra ăn lót anh em ơi. Ăn lót anh em ơi, có trừng phạt có hết đây rồi. Ăn cái con lót này để mà end game thôi. Team bạn mất đi Haya, team bạn mất đi Older rồi các ông ơi. Ping dàn lót này anh em nhìn. Chơi game đánh ở trong máy chủ thử nghiệm đồng đội mình theo kiểu lót lực gì tao đíu quan tâm. Ăn lót này. Ok, mỡ sẽ dùng chiêu cuối dạng công kích hỗn mang ăn lót luôn anh em nhá. Có trừng phạt ở trong tình huống này. Và đang là công kích hỗn mang và cái con lót sẽ là bật chiêu cuối dạng bóng tối luôn. Công kích hỗn mang liên tục vào lót và kèm theo đó là cái chữ ôi. Thôi xong rồi, tôi không ổn rồi anh em ơi. Không ăn được lót rồi. Châu hất tung đạp được vào đó là cái vị tướng Gilson. Châu kết liễu đi được Gilson. Hai cái ulti của Lunox đều được kích hoạt. Mỡ có mặt ở đây, chiêu cuối dạng bóng tối của mỡ đã sẵn sàng. Nhảy chiêu cuối dạng bóng tối kết liễu đi được đó là vị tướng Lunox. Và trận đấu này chưa kết thúc được rồi. Hơi đáng tiếc tình huống vừa xong, mỡ không thể trừng phạt thành công trước đó là cái vị tướng Hayabusa. Khi mà mỡ đã quá là chủ quan vào cái công kích hỗn mang của mình, đam nó còn to hơn cả cái trừng phạt anh em ạ. Nhưng mà cái trừng phạt của Hayabusa nó xịn sò và nó chuẩn chỉ hơn. Và như vậy là team mỡ đã chưa thể có được cho mình đó là cái con lót để mà end game. Trong khi đó thì Ondert anh ta đang lao vào đấm vào vị trí của Moskov. Và khả năng cao Moskov thằng này không có cung. Đấy anh em thấy không? Biết ngay Moskov bên phía của team mỡ nó không hiểu cái khái niệm cung thần phong nghĩa là gì khi mà team bạn có Ondert. Và nó đã phải lên bảng điểm số. Mỡ đang có mặt ở đây để đép đi cho mình đó là cái con lót này. Nhưng mà ở đây chỉ còn lại mỡ. Ôi bị choáng. Ôi. Ôi thế thua rồi à? Trận đấu này thua trong vánh thế. Tôi lên bảng điểm số là game này thua luôn rồi à? Trời. Nhưng thôi không sao. Video clip này cũng là video clip mà anh em cũng đã thấy được toàn bộ về phẩm chất của Lunox mới đúng không ạ? Anh em nghĩ con Lunox này như thế nào? Nhớ đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nha. Peace.